Đại Nghĩa xin chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Toán Tuổi Như Ý. Chương trình Toán Tuổi Như Ý do Đài Truyền Việt Nam thực hiện phát sóng hàng tuần 11 giờ thứ bảy trên kênh VTV3. Và hôm nay chúng ta sẽ lại gặp gỡ với hai đội chơi với những thành viên rất là dễ thương, đáng yêu, cực kỳ vui nhộn. Và họ sẽ cùng với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ để đoán tuổi những cái người đến đây tham gia họ bao nhiêu. Và nếu như họ đoán chính xác sẽ có những số tiền thưởng cực kỳ hấp dẫn dành cho những người chơi. Còn cái bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ trước tiên là hai đội trưởng nha. Họ sẽ giúp đỡ, gợi ý, dìu dắt những người mới để tham gia chương trình có được những số điểm hấp dẫn nhất. Hãy cùng chờ đón nghệ sĩ Huỳnh Lập và Hoa hậu Hương Giang. Wow, đi đội áo xám xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Wow, hôm nay anh em mình ngầu quá. Dạ, ngầu quá, nhìn bụi bặm quá, nhìn chị giống như là một thám tử tư á. Ủa vậy hả? Không, sao chị thấy chị giống nhân viên văn phòng mà trốn đi quay hình quá. Hơi hao hao chị không? Dạ, thưa quý vị, đến với chương trình thì anh em chúng tôi luôn luôn muốn mang đến những cái gì nó cao hơn cả cái tiếng cười thông thường. Dạ, tiếng cười phải có ý nghĩa. Đó, dạ. Đó, ngay cả chúng tôi mà có đánh nhau như thế này đi chăng nữa, mặc dù là đau lắm đó. Đó, đó thì nói chung là đôi khi cũng là chỉ là chào hỏi bình thường thôi mọi người thôi. Đó. Và thông qua cái điều ấy chúng tôi muốn nhắn nhủ các bạn trẻ là có gì thì mình nên ngồi xuống nói chuyện với nhau chứ không nên dùng bạo lực. Dạ. Dạ, ý nghĩa đó là như vậy thôi, xin hết. Dạ, xin hết. Bây giờ thì mời Lập với Giang chúng ta về chỗ nè, đi đi con. Đây đây đây, mạnh mẽ lên nè, đây mạnh mẽ lên đó, nhân viên văn phòng nè, nữ văn phòng. Dạ, thưa quý vị, đó là hai đội trưởng, những người đã quá quen thuộc với chương trình rồi, thậm chí mà ngồi đây hoài tới nó mọc rễ lên cái ghế luôn. Vậy mà họ vẫn như mới lần đầu đến đây. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi chương trình sẽ là những người tham gia khác nhau, độ tuổi khác nhau, ngoại hình khác nhau và tài năng cách thể hiện ra bên ngoài cũng khác. Chính vì thế họ cũng như là cái buổi ban đầu vậy đó, ngơ ngác, thậm chí lúng túng và vụng về mỗi khi họ không đoán được số tuổi của những người tham gia. Vì thế sẽ có thêm hai người chơi nữa sẽ đồng hành cùng với họ. Hai người chơi ngày hôm nay là ai? Xin được chào đón diễn viên Huỳnh Quý và ca sĩ Linh Ly. Chàng trai này bộ có hẹn nhau hay sao vậy? À, thực sự thì không hẹn mà gặp, thì tụi em cố ý là trước khi đến với chương trình là em đã nghiên cứu đầy đủ. Em nghiên cứu về Linh Ly hay là sao? Không, em nghiên cứu về cả chương trình và cả đối thủ của mình nữa. Hồi nãy thì em ở dưới em cũng có quan sát là cái tiểu phẩm rất là vui nhộn và em tái hiện lại cái điều đó. Rồi sao? Anh khỏe không? Anh nghĩ anh cũng có tuổi rồi, cứ nhẹ nhàng dành thôi. Chương trình của mình là chương trình đoán tuổi, mình không cần mang nhiều sức mạnh vô đây làm gì hết. Đúng rồi, mình vận dụng cái đầu là chính em nha. Có khi nào cái màu sắc hồi nãy mình mang đến nó bị lan tỏa không anh? Nó bị giống như cái virus á. À, sao mà cái năng lượng tiêu cực nó lây lan lẹ vậy? Đâu, cái đó là tích cực chứ, là mình vận động cơ thể mình khởi động này nọ đó. Đúng, em phải vận động cơ thể để kia máu lưu thông nhiều lên, não mình suy đoán được tuổi của người chơi. Vậy thôi, mấy giờ em về đội Quỳnh Lập được không? Thì anh Quỳnh Lập là giống như là cái tên là nói lên tất cả, là anh em cùng họ Quỳnh luôn mà. Đây em phải về với đội của anh Quỳnh Lập của em chứ. Quỳnh Quý, Quỳnh Lập đúng dạ. Không? Còn Linh Ly em họ gì? Dạ em họ Tô, nhưng mà em rất là thích Hương Giang cho nên là okay. Chắc em cũng hai anh em mình về chung một nhà. Hợp lý. Rồi, giờ chỗ này các bạn. Dạ, quá hợp lý. Đến với chương trình này chúng ta sẽ đoán tuổi những người tham gia kèm nha. Và ngay bây giờ mình sẽ đến với cái người giấu tuổi đầu tiên. Và nếu như chúng ta đoán sai thì sai số này sẽ được nhân lên tới gấp 3 lần lận. Cố gắng đoán cho đúng hoặc có sai, sai ít càng tốt. Và đây, nhân vật giấu tuổi đầu tiên. Dễ thương hả? Thôn nữ vùng cao. Không ai gọi là thôn nữ vùng cao hết trơn á. Buôn nữ vùng cao. Không ai gọi là buôn nữ, tôi không ai buôn bán gì em. Sơn nữ. Sơn nữ vùng trên núi. Mà một khi nó gọi là sơn nữ thì không cần ai phải thèm thêm cái câu mà trên núi hay là vùng cao làm gì.
đừng gọi nhiều quá. Cô gái mặc đồ dân tộc tên gì? Rồi ở Bình Gấp không có yếm là chắc cái chị chàng Bình Gấp là Hồng An xoài sầm lai nà nào. Em tên là Hồ Huyền Ayun, dân tộc ED, hiện tại em đang làm giáo viên ạ. Ayun. Dạ. Ayun, à, bạn ấy người ED và đang làm giáo viên. Vậy thì mình là giáo viên là mình dạy các em nhỏ ở vùng cao hay là mình dạy ở đây? Dạ, em dạy những em bé vùng cao ạ. Học sinh khoảng bao nhiêu tuổi? Dạ, em dạy cấp 1 ạ. Bạn học trường sư phạm ra hả? Dạ. Bạn ra trường lâu chưa? Dạ, em ra được 5 năm ạ. Dạ, cũng được, cảm ơn bạn. Cẩn thận với những câu hỏi của người chơi em nha. Nhưng chắc gì đúng không? Nhiều khi người ta học trễ anh sao? Không phải 18 trừa tuổi người ta vô đại học mà ta 20 tuổi, hai mấy tuổi người ta vô đại học cũng được vậy đúng không? Em yêu anh nói tiếng ED nói thế nào? A day khắp yong. A day khắp yong. A day khắp yong. Dạ đúng ạ, anh nói chuẩn. Tiếng nghe dễ thương. Ủa chuẩn luôn hả? Dạ đúng ạ. Các em, cảm ơn em. Mình đoán đi, sau đó anh sẽ cho một gợi ý. Nếu mà đã là giáo viên thì chắc chắn là cũng phải lớn lớn tuổi rồi. Nhưng mà chưa chắc cái thông tin bạn ấy đưa ra là thiệt đâu nha. À thế à, bạn ấy có thể lừa mình à? Đúng, có thể bạn là sinh tại viên ạ. Tại sao lại lừa anh? Không, em đâu có lừa anh đâu. Ừ nhờ, anh đâu biết em lừa anh đâu. Bây giờ chưa biết kết quả thế nào sao ta lừa mình được. Đúng rồi. Đó theo anh đoán thì bạn này khoảng tầm 26-27 tuổi. Trời ơi, gì mà nhiều vậy? Như thế mà đoán thì đi làm giáo viên rồi. Nhưng mà nên thôi rồi, đoán trước như vậy đi đã, đợi cái gợi ý mình tính okay. Tiếp ha. Ok, 26 tuổi ạ. 26 tuổi nha. Tiết lộ một thông tin cho các bạn biết, hôm nay đứng trước mặt chúng ta là cô gái Ayun, rất là xinh đẹp, nhìn tràn đầy sức sống. Nhưng mà cách đây không lâu, cô ấy là một cô gái với số cân nặng là 80kg. Trời ơi. Và cô ấy đã bằng cách nào đó giảm cân, tập thể dục, làm việc để cô ấy có được một cái thân hình chuẩn như thế này. Đó. Trời ơi, ý chí phải cao lắm á. Em có một đứa bạn cũng là giáo viên, nhưng mà giáo viên ở đây nhưng mà cũng dạy các em nhỏ ở vùng cao, cũng cỡ tuổi em thôi, cũng giống như vậy. Khoảng bao nhiêu mình đoán đây nè. Là bạn anh là cỡ bao nhiêu mà có giống cỡ tuổi cái gương mặt dung nhan giống vậy không? 25 tuổi. Bây giờ chỉ cho các em một gợi ý như sau. Bài hát kỷ niệm. Nghe nha. Don't leave me in all this pain. Don't you love me again. Come back and bring. Trời ơi, đưa ra cái bài này tôi biết chính xác năm nào bài này ra năm đời nào luôn. Năm nào danh nghĩa? Anh không được quyền nói bởi vì nó cũng là một bài hát kỷ niệm gắn bó với anh. Tại vì bây giờ như vậy nè, không có công bằng. Tụi em là diễn viên trong khi bên đây là hai ca sĩ. Em ơi, hai biểu lúc đầu quý chọn về mà. Thực ra là ca sĩ nhưng mà cũng không biết năm luôn. Anh đã từng có một lần hóa thân thành Toni Braxton cũng hát ngay cái bài này luôn. Mà cái bài hát hồi nãy là anh nhớ ra đời vào năm nào không? Không có biết được, không có hỏi tôi vấn đề nữa. Không bao giờ biết bài hát là năm nào hết á. Em đoán xuống một tuổi là 24. Em có nhớ là lần đầu mình nghe cái bài hát này là khi nào hay không? Lúc đó là khoảng em, thời gian còn em là còn... em là khoảng là năm 2000 là em nghe được bài này đó. Năm 2000 em đây mà bài này là cũng không chắc là trước đó mấy năm, nhiều khi nó ra lâu lắm rồi mà tới đó mình mới được nghe. Toni Braxton chắc là hai em cũng phải biết về cô ấy đúng không? Dạ. Thì mình nhắm coi là cô ấy năm nay tầm nhiêu tuổi, thì cái năm mà cô ấy nổi tiếng đỉnh điểm với cái bài hát này thì cô ấy lúc đó là còn trẻ đúng không? Thì mình trừ đi, mình trừ lại. À, bài này rất là trẻ đó. Bao nhiêu? Mình cứ lấy 20 đi. Cho cái xác suất của nó sẽ nhỏ hơn. 20 tuổi. Em vẫn thấy là 20 vẫn chưa phù vậy hợp em lắm. Em lên nhiêu nè? Chắc phải khoảng 22-23 gì đấy. Chính xác, một con 22 số 22 đi. Ý đây, mình sẽ quyết định cho để khách mời quyết định 22 đi. Em, theo linh cảm của em, trái tim của em mách bảo 23. Là cũng xê xích nhau một tuổi đó. Bây giờ rất là trẻ đó. Em hãy cho mọi người biết Huỳnh Lập, Huỳnh Quý đoán em 24 tuổi là đúng hay sai? Đội của anh Huỳnh Lập đoán tôi 24 tuổi là... Sai! Sai! Ủa, nghe cảm xì là biết sai rồi. Mới bắt đầu cái chữ xì là biết sai rồi. Thế còn Hương Giang, Linh Ly đoán em 23 tuổi là đúng hay sai? Hãy cho biết trái tim anh đúng. Đội của anh Linh Ly và chị Hương Giang đoán em 23 tuổi là... Đúng ạ. Yeah. Yeah. 23 tuổi là chính xác. Em sinh năm tuổi đâu có nhiều đâu. Giảm đi 1 tuổi rồi đó. Sao nãy không nói? Bao nhiêu nào? 1990. 96. 6. 96. 96.
Đó là năm cái bài Unbreak My Heart ra đời. Chị nhớ vẫn đúng đó chứ hả? Ừ, đúng chị rồi. Nhớ 97 nhưng mà nói 96 cũng được. Hồi nãy anh có chia sẻ một chút về cái việc mà trước đây em là một cô gái có cân nặng lên tới 80. Vậy thì cái động lực nào và em đã làm ra cách gì để em có thể em có một cái thân hình nó hoàn hảo như ngày hôm nay, một cái diện mạo rất là tươi trẻ, năng động? Dạ, thật ra thì em sinh năm 96 và hiện tại thì em đang làm diễn viên tự do với PG Event Hội Nghị ạ. Diễn viên tự do, dạ. PG. Dạ. À. Đúng ra thì trước đây thì em đã bị một cái hoàn cảnh nó thúc đẩy giống kiểu mình ăn nhiều rồi lên cân. À. Với lại lúc đó là người ta gọi em bằng cái tên là con mập, con béo. Thật sự lúc đó mình rất là tủi thân. Và nên là đó chính là động lực của em cố gắng. Với lại một phần mình mong là cuộc sống của mình sẽ đi lên. Mà mong là mình sẽ kiếm được nhiều tiền để phụ giúp bố mẹ em. Tại vì ở nhà thì bố mẹ cũng khó khăn. Rồi, dễ thương lắm rồi. Nhưng mà thực sự đúng là càng ngày các cái cô gái dân tộc giống như em hay là những cái cô gái mà hiện đại khác á, càng ngày càng chứng minh rằng là các cô gái dân tộc càng ngày càng thay đổi rất là nhiều. Thay vì ngày xưa người ta nghĩ rằng là 18, 19 tuổi là đã bồng con, điểu con, đi giấy hay là như nào đó, thì bây giờ em hay là những cái cô gái khác rất là năng động này, chịu khó xông xáo này, sống và muốn đầu tư cho sự nghiệp, kiếm tiền rất là nhiều. Yeah. Nó điều đó rất là tốt, rất là tích cực. Nói thật với chị em. Thì cái hình tượng của em là chị Hờ Hen Nia. Nên là mỗi lần đi đâu thì em vẫn luôn lấy chị Hờ Hen Nia làm động lực để em cố gắng á. Em ơi, em hoàn toàn có khả năng nha. Có thể là mình sẽ không phải là một hoa hậu, nhưng mình sẽ là một người phụ nữ thành công trong cuộc sống. Em cảm ơn anh chị. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Cảm ơn em. Chúng ta vẫn hay nói với nhau rằng nhiều khi cái ngoại hình nó không phải là quan trọng, mà cái tài năng và cái tính tình mới là yếu tố quyết định mình có thành công trong cuộc sống hay không. Nhưng mà cái điều đó không phải là xảy ra với tất cả mọi trường hợp, mà đôi khi có những cái công việc mà bắt buộc chúng ta cần phải cải thiện về mặt ngoại hình thì mình mới có cho mình thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống. Và bạn ấy là một cái minh chứng rất là cụ thể. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải nói về điểm số. Điểm số của Hương Giang và Linh Ly thì không có gì thay đổi cả. Các bạn đã hoàn toàn đoán chính xác được số tuổi của cô ấy. Giữ nguyên 100 điểm. Hay đấy. Chỗ bên kia hay đấy. Nhưng nhà mình sai số có 1 thôi. Có 1 điểm thôi. Bị nhân tới 3 lận em. Nhưng mà bị nhân tới 3 lận. Thì 3 điểm thôi. 3 điểm thôi. Thôi. Nhằn nhò gì hết. Thì điểm số bây giờ mình còn nhiêu? 97 điểm. Vậy thôi. Đơn giản thôi. Người giấu tuổi tiếp theo mình mà đoán sai đó thì cái sai số bị nhân lên gấp 4 lần các em nha. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp người giấu tuổi số 2. Chào chú ạ. Chào chú. Chào các bạn, mình là Tô Cung Sơn. Nghề nghiệp là ca sĩ không chuyên nghiệp. Dạ, ca sĩ không chuyên nghiệp. Hát ở phường, ở xã, ở cơ quan đơn vị nào đó, tham gia ca hát cho vui. Chú hát biểu diễn ở đâu nhất hả chú? Tôi hát ở các cái club ở thành phố. Club ạ? Là dòng nhạc nào là dòng nhạc chú hay biểu diễn nhất ạ? Dòng nhạc đó là dòng nhạc tình cảm. Nhạc trữ tình. Tình. Bây giờ mình nhờ chú biểu diễn cho mình coi luôn nha. Dạ. Mình nghe cái giọng hát của chú mình mới đoán dễ dàng hơn. Dạ, con xin mời chú ạ. Chỉ có thương mới hiểu đường mênh mông như nào. Hay cảm ha. Chỉ có tiền mới biết thuyền đi đâu. Nhau biến giặc dạo sóng vỗ, những ngày không gặp nhau lòng thuyền như dàn vơ. Nếu tư giá thuyền rồi thì chỉ còn
sóng gió. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bao tố. Nếu phải cách xa nhau, anh chỉ còn bao tố. Cảm ơn chú nhiều. Yeah, tuyệt vời quá. Giọng hát truyền cảm ấm áp ha. Đầy cảm xúc ạ. Vậy thì bây giờ mọi người ơi, mình đoán xem chú năm nay bao nhiêu tuổi? Chắc là chú phải hơn tuổi bố cháu, nên cháu sẽ đoán nhiều hơn tuổi bố cháu. Không, nhưng mà tự dưng em có một cái cảm giác là chú bằng tuổi bố em á, là sinh năm 1957. Anh cũng linh cảm như thế. Vậy là 62 tuổi hả? 62 có thể. Thôi đoán, mình cứ đoán trước vậy đi đã. Ừ. 62. Đó là con số Hương Giang và Linh Ly dự đoán. Em thì em có linh cảm chú này bằng tuổi chú hàng xóm. Chú hàng xóm nhà em. Linh cảm gì vậy? Dữ vậy em? Do linh cảm mà qua tới hàng xóm. Không, chứ tại vậy? Vì em hay ăn hủ tiếu nhà kế bên chú hàng xóm nhà em có bắt chuyện, em hỏi tuổi thì cái bộ dạng của chú rất là giống chú này. Ê, chú ấy có hát hay không? Cũng nhiều nhau, cũng hay, nhưng mà chắc cũng không có hay bằng chú này đâu. Đúng không? Dạ, đúng rồi, hủ tiếu ngon. Ừ. Dạ. Chú đó nhiêu tuổi? Chú đó là cỡ 58 tuổi đó. Rồi, giờ đoán chú này tạm thời là nhiêu? Mình tăng lên đi ha. Thì tăng lên, ví dụ 58 tăng lên thành 60 thôi. Cỡ em nghĩ 64 đi. 64 hả? 64 à. Thì cái đó là cao hơn mình điều chỉnh sao? Thì cứ ra 84 đi, lắm mình chờ một cái sự kiện coi xem sao. Thưa quý vị, Quỳnh Quý, Quỳnh Lập đoán 64 tuổi. Và bây giờ sẽ có một sự kiện dành cho hai đội đây. Ước lượng an toàn, tuổi của chú nằm trong khoảng từ 60 cho đến 70 tuổi. Trời, như không. Như không. Nằm trong khoảng của bọn em đã đoán. Vậy là em lượt bỏ ông hàng xóm, em là đúng rồi đó. Bây giờ em đoán cỡ 64 là ủa gì kỳ đó. Dạ, vậy cho đội của con xin phép được đoán tuổi của chú là 64 tuổi ạ. Linh Ly sao em? Bởi vì lúc đầu em cũng đã nghĩ trong đầu mình là chú khoảng là 57, sinh năm 57. Con xin được đoán chú 62 tuổi ạ. 62 tuổi, vẫn không thay đổi nha. Dạ thưa chú, đội Quỳnh Quý, Quỳnh Lập đoán chú 64 tuổi là đúng hay sai ạ? Đội Quỳnh Lập là đoán cái tuổi là sai. Sai, không phải 64 tuổi. Chú có thể trẻ hơn. Còn đội Hương Giang và Linh Ly đoán chú 62 tuổi là đúng hay sai? À, đội của Hương Giang đoán tuổi này cũng là sai. Sai luôn, không phải 62 tuổi. Và vậy thì tuổi thật của chú là bao nhiêu ạ? Năm nay tôi 63 tuổi. Tuổi con nhưng số nằm chính giữa. Cảm giác của Linh Ly rất là chính xác luôn. Linh Ly nói là sinh năm 56 rồi. Đúng. Dạ chú sinh năm 56 và công việc hiện nay của chú là gì ạ? Cũng đi hát hò rồi. Dạ, đó là công việc thật của chú hiện nay ạ. Vâng. Chú đúng là ca sĩ đi hát này kia chỗ này chỗ nọ. Mặc dù không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng mà nhờ cái tâm hồn trẻ trung như thế, yêu âm nhạc cho nên chú trẻ hơn rất là nhiều so với cái độ tuổi của mình. Con cảm ơn chú đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt chú ạ. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Lần này thì hai nhà đoán chỉ có sai số là 1 thôi. Coi như là mỗi nhà bị trừ đi 4 điểm. Đội nhà Hương Giang 100 điểm trừ 4 còn 96 điểm vẫn cao như thường. Còn bên đây 97 trừ 4 rồi còn 93 điểm. Em có ý bận cái áo màu là giống như cái logo chương trình luôn á nè. Trắng là đoán tuổi nè. Đó. Cái này là màu như ý. Nhưng mà đó không có đúng em. Cái điều đó không chứng minh được gì hết. Không hiểu sao được. Đoán tuổi mà chưa có như ý. Vậy thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với người giấu tuổi tiếp theo. Và lần này đoán sai thì sai số sẽ được nhân lên tới 5 lần nha. Người giấu tuổi số 3. Chẳng hay cao nhân phương nào, xin được cho biết cao danh quý tánh. Đầu tiên tôi xin chào quý vị. Chào các anh chị. Chào luôn người cận thị đứng trên đây. Tại duyên dáng nha. Hay nha. Có vẻ thú vị á. Tôi tên là Châu Đức Hạnh.
Châu Đức Hạnh hả? Đức Hạnh, trời ơi. Đức có nghĩa là đức đoàn, đức khúc. Trời đất. Hạnh có nghĩa là hạnh phúc. Cuộc đời tôi bế mạc từ đó. Trời ơi, con ống sàn quá. Cái lý lịch nhân thân anh là chỉ gọn trong chữ Đức Hạnh thôi đó anh. Đúng rồi. Không? Anh thuộc môn phái nào? Tôi chung đạo với anh Quỳnh Lập, chuyên gia bắt ma. Đó, chuyên gia bắt ma. Thưa cao nhân, giờ mình biểu diễn gì đây, bắt ma hay mình bắt cái gì khác? Ở đây ai cũng đẹp hết. Thôi, tha cho một bữa, tôi muốn giỏ nha. Vậy đi, quánh giỏ cho nó lành. Biết rồi, ôi anh hùng tới kia. Ngầu quá, chưa? Trời ơi, wow, ngầu quá. Bốn dĩ khúc, chết rồi, che rồi. Thì tôi làm nhạc. Trời đất. Thở gì vậy? Thở gì vậy? Thở gì vậy? Trời ơi. Cái đó là cái tuyệt chiêu của anh đó. Không, diễn, đang diễn. Trời diễn rồi, đang diễn. Sự hy sinh của môn nhị khúc. Wow. Hay quá. Wow. Wow, giống hoa cái gì vậy? Gì đấy? Trời ơi, nhỏ gì vậy? Cái gì vậy? Đa dị năng quá. Cẩn thận anh Nghĩa, cẩn thận anh Nghĩa. Trời ơi, cẩn thận anh Nghĩa ơi. Ờ, đó. Lấy cái côn quýnh cho dễ. Wow. Hết rồi, ông hết rồi, mừng quá, vỗ tay mấy đứa ơi, quá. Vỗ không tay ai đi, bị đau ông mắt. Hết rồi, quá. Chưa ai bị quánh hết. Tôi chưa bao giờ thấy một người nào học võ mà lầy lội như cha nội này. Trời ơi. Cái môn phái võ của anh là có thái cực quyền nè, có nữ quyền nè, có Michael Jackson, có hầu quyền nữa. Hầu quyền nữa, rồi xà quyền nữa, hay nằm lăn lê bò lết đủ thứ hết trơn. Anh rất là độc quyền. Ờ, độc quyền luôn đó. Không biểu diễn rồi đó, bây giờ đoán tuổi vậy thôi. Anh tập võ bao nhiêu lâu rồi ạ? Tôi tập trên núi nay cũng được 3 năm. 3 năm. 3 năm tập trên núi luôn. Núi gì anh? Núi Đan Giỏ. Núi Đan Giỏ. Núi Đan Giỏ. Núi Đan Giỏ. Lại đan mấy cái giỏ anh. Đúng rồi. Trời ơi, anh ấy tập nay có khỏe người không anh? Tập xong tất nhiên là yếu hơn rồi. Yếu hơn rồi. Tại vì em đang định đi học, em đang định nhờ anh giới thiệu cho chỗ để học, và bây giờ anh bảo yếu hơn thì chết rồi. Không, ở ngoài tập thì có thể vậy, nhưng mà qua tôi dạy sẽ khỏe hơn. À, thế à? Có đóng tiền học phí. Cái anh này khó mà trẻ tuổi được lắm. Em nghĩ là anh này khả năng là 8X cao. Anh thấy, anh cảm thấy anh này là một người hay trình diễn hoặc là giao lưu trước đám đông á. Cái võ thuật ở đây chỉ là kỹ năng của anh thôi. Em nghĩ là anh gần... có 89 hoặc 90 đó. Gần 30. Nếu 89 là 30 đó. Dạ 30. 30 tuổi. Đó là đội Quỳnh Lập cùng dưới. Em không nghĩ anh ấy 30 tuổi được. Anh phải nhiều hơn 30 tuổi. Anh phải sinh năm 85 nhỉ? 85, chắc là khoảng đấy. 84 tuổi. 85 là 34. 34 tuổi. Anh sẽ cho các em một gợi ý. Ngôi sao đồng niên, ca sĩ nhạc pop người Mỹ Ariana Grande. Cô ấy bao nhiêu tuổi? Là 31, 32 ấy. Bằng tuổi với lại cái anh này. Trẻ hơn cái anh ở cái số tuổi này. Anh xuân lắm, anh vẫn còn năng động lắm. Dưới 30. Anh còn tươi lắm chứ không thể nào 34 được. Dưới 30. Anh lại đoán là không tới 30 luôn. Được. Được đó. Có thể. Em đó ơi, kìa, vì sao chương trình bắt ảnh đội tóc giả vẽ râu vẽ nếp nhăn? Bởi vì thực ra ảnh quá trẻ. Đúng rồi, che đi cái vết cố non thôi. Tạo ra một cái ngoại hình già mà chúng ta tưởng là nãy lớn tuổi. Em nghĩ tầm 29 đến 30 đó. Không, 29 30 được, anh nghĩ là 25 26. 25 6 là cỡ em đó. Thì đó, cỡ mình. Bình thường em diễn em có hóa trang lớn tuổi người già mà. Nhưng mà em hóa trang cũng không thể nào già nhanh được. Tại vì cái gương mặt của anh ốm hơn so với mình không? Hóc khác hơn so với mình thôi. Em đoán là Ariana Grande là theo em nhớ thôi. Năm 1992 thì vậy. Thì em nghĩ là 27 tuổi. 27 tuổi. Quỳnh Lập. Theo bạn Quỳnh Quý là 28 tuổi. Anh sẽ hỏi Quỳnh Quý và Quỳnh Lập trước. Hai bạn ấy đoán em 28 tuổi là đúng hay sai? Đội Quỳnh Quý và Quỳnh Lập đoán 28 tuổi là sai. Sai. Rồi. Sai. Còn Hương Giang và Linh Ly đoán em 27 tuổi là đúng hay sai? Chúc mừng đội Hương Giang và Linh Ly.
đoán 27 tuổi cũng sai. Sai luôn. Cũng sai mắt thôi. Chúc mừng. Mà sao chúc mừng vậy? Giờ sai số ít hay nhiều anh? Đây, em mới cho mọi người biết em bao nhiêu tuổi. Dạ, em chào các anh chị. Em chào chú Đại Nghĩa. Em chào quý vị khán giả. Em tên là Châu Đức Hạnh, năm nay em 26 tuổi. Trời ơi, 26 tuổi. Trời ơi, 26 tuổi, 93, trời ơi. Anh đi vào 93. 92, 93, không nhớ. 26 tuổi mà không nghe tôi. Sao? Tôi kinh nghiệm biết giường nào trong chương trình này mà không nghe tôi. Em nói cho mọi người biết, thật ra công việc của em là gì? Dạ, công việc của em hiện tại chủ yếu là làm YouTube và thợ đụng. Có nghĩa là em đụng cái gì em làm cái đó thôi. Làm qua những công việc gì rồi? Em có làm qua ngân hàng, em có làm qua các ngành về thủ công, về đồ gỗ. Rồi còn võ thì sao em? Võ thì em cũng có, hiện tại em đang dạy cá nhân. Em đang là huấn luyện viên cá nhân. Wow, sao là vậy? Cũng võ thôi, nói chung là cũng cái là gì một cũng cái làm nghề luôn đó. Có khả năng diễn xuất hài luôn, đúng đó không? Luôn. Tuyệt vời. Dễ thương vô cùng luôn. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chào tạm biệt em nha. Lẽ ra mình có cơ hội chiến thắng rồi đó quý. Không nghe lời cái người đã có kinh nghiệm lâu năm trong chương trình, cho nên là mình đành ngậm ngùi chia tay. Ê, nha. Tôi kinh nghiệm biết gì nào. Chắc là chắc chương trình mình hóa trang nó quá xuất sắc, cho nên là khiến mọi người nghĩ là anh ấy rất là nhiều tuổi. Hương Giang và Linh Ly đoán chênh lệch 1 tuổi nhân 5 trừ đi 5 điểm. Số điểm còn lại là 91 điểm. Cao, số điểm còn cao ghê á. Lẽ ra mình đoán chính xác 100%, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình sai số rồi. Sai số 2 tuổi nhân 5 là 10, trừ đi còn 83 điểm. Thôi, mình mà thắng là ngoạn mục lắm luôn á. Rất ngoạn mục. Em sai quá, em xin lỗi anh. Nhưng thôi, sai cái gì quá. Nó đã qua rồi, cho nó qua đi nha. Ngồi bên đây coi người ta thi đấu. Và thưa quý vị, đội Hương Giang Liên Ly sẽ bước vào vòng đặc biệt của Đoán Tuổi Như Ý. Chào đón các bạn đã đến với vòng đặc biệt của chương trình Đoán Tuổi. Đoán Tuổi Như Ý của chúng ta có tất cả là 2 vòng. Vòng này là vòng cuối cùng. Chỉ có Hương Giang và Liên Ly được tham gia thôi. Còn đội Quỳnh Quý, Quỳnh Lập mình ngồi chơi. Hiện nay đội Hương Giang đang có 91 điểm, tương ứng với 91 triệu. 91 triệu đó Quỳnh Quý. Không nha. Có lấy được đâu em, đừng có tiếc. Chắc khó lấy lắm. Nhiều khi người ta đoán chính xác sao? Cái gì cũng có giá của nó hết trơn em ơi. Ngay lượt đầu nếu đoán chính xác không cần gửi, mình có 91 triệu mang về. Nếu đoán sai, anh sẽ cho một gửi. Đoán lần 2 đoán đúng, mình còn 75% giá trị của số điểm ban đầu là 68,25. Đoán sai nữa, anh cho thêm lần nữa, gợi ý nữa, còn 50% số điểm là 45,5. Và vẫn chưa đoán chính xác thì lần cuối cùng còn lại 25% tiền thưởng, đó là 22,75 điểm, tương ứng với 22.750.000. Và bây giờ chúng ta sẽ coi những nhân vật giấu tuổi ở vòng cuối cùng này là ai nha. Xin mời. Bốn vũ công nhí. Giới thiệu một chút về mình cho mọi người biết nào cưng. Chào chú và mọi người và quý khán giả, con là Lê Đức Chí. Con xin chào cô chú Đại Nghĩa và tất cả khán giả ở trong trường quay. Con tên là Đỗ Minh Kỳ. Chào quý vị khán giả, con là Võ Lê Phương Nghi. Con xin chào tất cả các cô chú, con chào chú Đại Nghĩa và quý vị khán giả, con tên là Nguyễn Ngọc Quỳnh Như. Quỳnh Như. Các con là vũ công hết đúng không? À đó. Chị, giờ em đoán chung mà có được chia được không? Em đoán chung đi, chị cho em cái số lẻ đó là 250.000 nè. Rồi nếu mà cái kia là được 500, cái kia 750. Tự cho em mầm chị đi. Trời ơi, sao người ta cho cái số lẻ thì muốn như nào nữa? Hay là giờ gì nè, mình coi mấy bé biểu diễn trước đi nha. Dạ, được. Trong dạ, cái khoảng thời gian mấy bé biểu diễn, cái mình quan sát rồi mình tính toán, mình suy luận này kia luôn. Mấy con sẵn sàng chưa? Dạ. Rồi, mời các con xuống sàn. Trời ơi,
chuyên nghiệp quá, đẹp quá, không biết coi bên nào luôn. Quyến rũ quá. Cảm ơn các con, mời các con về vị trí của mình. Cái ông kêu học đâu mà ông cười, ông nhìn. Ông nào, nhìn. Ông lớn hay ông nhỏ? Ông nhỏ, nhỏ. Cái nhỏ. Ông nhìn vào người khán giả, ông cười, ông đưa mắt, ông đưa cồi đó rồi. Ông học đâu trời. Lắm. Trời ơi, nhảy nhảy chưa tính bắn tè le luôn. Tính qua từ ánh mắt từng nụ cười. Bé bé bé, học nhảy bao lâu rồi con? Dạ thưa cô, con học được 3 năm. Trời con... dễ thương đó con. Dụng tim rồi. Nhưng mà con nói thật với cô không vậy? Dạ vậy cô. Nói thiệt nghe, không có nói dốc cô chú đó. Không, cái gương mặt thánh thiện vậy là không nói dối đâu. Mà con không có nói dối đâu. Nhưng mà nhiều khi con học 3 năm rồi mà con học từ năm 2-3 tuổi mới biết đi làm sao đúng không? Con phải học trong bụng mẹ nữa. Các con là cùng trong một nhóm, một lớp luôn hả? Là con, các con học nhảy của ai? Dạ con học nhảy của cô Khánh Thi. Cô Khánh Thi đúng không? Vậy giờ mình đoán đi cô Giang, chú Linh Ly. Bây giờ cho Linh Ly đoán trước đi. Anh nghĩ là hai bé chắc là cũng xem tuổi nhau. Là khoảng bao nhiêu tuổi ạ? Khoảng là 6 tuổi. 6 tuổi. 6 tuổi là học nhảy đến 3 tuổi, tuổi hả? Học nhảy rồi hả? Em nghĩ là 8 tuổi. Biết đi, biết đi là biết nhảy rồi. Không, em nghĩ là 8 tuổi á. Wow. 5 tuổi là sẽ học. Tôi chưa biết đích nào 7 tuổi đi thôi, cho thêm đi 7 tuổi đi. Đi mà học dance sport. Còn bé Nam, cô nghĩ con 8 tuổi. Là bé nữ 9 là 17. 17 với bạn nam kia 15. Bạn là 15 phải không? 15 là 32. 32 với bé ngoài 16 nữa là 48. Thôi giờ anh cho bằng đi. Hai bé cùng 8 đi. Rồi. Ok. Hai bé cùng 8. Rồi bé trai lớn kia là em bảo 15 đúng không? Là 28 là 16, 16 với 15 là 31. Rồi vậy thì 31. 14 đi, 14 đi, đừng. Bao nhiêu? 31, 14, 45. 45. Như vậy là lần đoán đầu tiên đội của chú Liên Ly và cô Hương Giang đoán tổng số tuổi của các con là 45. Đúng hay sai? Dạ, đội của cô Hương Giang và chú Linh Ly đoán số tuổi của 4 tuổi con là 45. Đáp án là sai ạ. Sai. Nghe giọng của bé này đi rồi. Nghe giọng này thì anh nghĩ rằng không có học tới cấp 3 đâu. Cái giọng này còn trẻ lắm. Giọng này còn nhỏ xíu. Còn là trẻ em. Đây, mình còn cơ hội ở 68,25 điểm. Nếu đoán chính xác cái lần này, anh sẽ cho các em một gợi ý. Ôi sao đồng niên. Cameron Diaz là nữ diễn viên Hollywood rất nổi tiếng, từng nhận 4 đề cử quả cầu vàng. Cô này đóng rất nhiều phim. Những thiên thần ở Charlie nè. Dạ biết rồi, nhưng mà cô này cô sinh năm bao nhiêu trời? Cô này với em nhớ em lòng hồi kìa, em có báo là cả 47, 48 đó. Cái tuổi cô lớn hơn cái ngoại hình rất là nhiều. Vậy thì bây giờ mình cho anh 46. 46 hả? 46 đấy. Đó đó, cả 47, 46, 47 ấy. Cảm giác từ tim anh đâu, cái linh tính từ tim anh đâu. 47, 46 thì anh á. Trời ơi, anh móc tim anh đoán nữa kìa. 47, mời các con. Vậy thôi cô Hân Giang và chú Linh Ly. Đáp án là... Là bé nữ 9 là 17, 15 là 32. Cô này cô sinh năm bao nhiêu trời? Có báo là cả 47, 48 đó. Rồi, vậy thì 31. 14 đi, 14 đi, đừng. Hai bé cùng 8, bé trai lớn kia là em bảo 15 đúng không? Cảm giác từ tim anh đâu. 47. Đáp án là... Đúng. Chị nãy em có gợi ý bài báo đó anh chị. Vậy là lúc đầu em tính là rất sát tuổi luôn. Đúng. Đúng. Trời ơi các con ơi. Các con làm cho mọi người bất ngờ quá. Vậy là lúc đầu em tính rất sát tuổi là để coi là tính sát tuổi bạn nào nè. Đây này thôi bây giờ các con giới thiệu từng người một đi. Con bao nhiêu tuổi? Dạ cô chú. Minh Kỳ đúng không? Dạ con là Minh Kỳ, con 10 tuổi. 10 tuổi. 10 tuổi. Bé có 8 tuổi nè. Con ta 10 tuổi rồi, lớn rồi. Còn con gái Phương Nghi.
Dạ, con cũng 10 tuổi luôn. 10 tuổi luôn, hai chục. Đây, thế thôi là con 14 tuổi. 14. Ui, 14. Dạ, con là 13 tuổi. 13 tuổi, nghe nhỏ hơn luôn nè. Trời ơi, nghĩ sao anh đó, con nhỏ mà, lớn tuổi. Bé make up đậm lên, nhìn thấy dài dặn vậy em, thôi. Em này, anh đoán đúng bé kia 14 tuổi đúng không em? Đúng. Đó, anh đoán đúng bé đó. Nhưng mà đoán sai hai bé kia và bé kia nữa. Không quan trọng, là chúng ta là có tiền đấy. Dạ. Các con, xuống đây nào. Hôm nay các con đến đây biểu diễn cho mọi người xem một cái màn múa, nhảy múa quá hay, quá tuyệt vời rồi. Cảm ơn các con nha, những vũ công nhí cực kỳ tài năng. Chúc cho các con học giỏi, mau lớn, nhảy càng ngày càng hay hơn nữa để trở thành một vũ công chuyên nghiệp trong tương lai giống như thầy cô của các con vậy. Đồng ý không? Cảm ơn các con. Một trao tay dành cho cả bốn bạn nhỏ. Cảm ơn các con. Quý vị ơi, lần đầu tiên trong chương trình của chúng ta mà có một đội chơi thắng ở một cái số điểm cao đến như thế. Nhiều điểm quên rồi mấy em. 68, 725. 68,25 là tương ứng với số tiền nhiêu ta quên rồi. 68 triệu 255. Em sao thấy mình giống lớp học quá. Thì đó, hồi nãy chị nói chia cho em là 8 triệu 250 ngàn đó. Không, anh nghe là chia cái số lẻ là 250 ngàn thôi. Quỳnh Quý ơi, cảm giúp em sao khi em về đội Quỳnh Lập? Không, anh đừng có nói là rơi vào đội Quỳnh Lập. Anh đang... Mà rõ ràng hồi nãy anh đoán cái số tuổi của cái anh kia là 26 mà em không có chịu, hiểu không? Không thôi là mình cũng có cơ hội thắng rồi. Thực sự thì tới thời điểm này em vẫn tự hào khi mà em về team của anh Quỳnh Lập. Và anh đã đưa ra những góp ý rất là chính xác cho em. Hay quá Quỳnh Quý, nói nghe là em là cái người đầu tiên về đội Quỳnh Lập. Khi thua cuộc em vẫn không đổ lỗi cho Quỳnh Lập mà tự nhận lỗi về mình em nha. Em tự nhận lỗi là em có lỗi. Em yên tâm đi, phim tiếp theo của Quỳnh Lập em đóng vai chánh nha. Và như vậy là hôm nay Hương Giang với Lương Ly sẽ nhận được một số tiền cực kỳ hấp dẫn. Chúc mừng hai em. Mời hai đội lên đây cùng với anh. Cho anh đứng giữa hai em đi. Sao vậy? Tự nhiên mình thấy mình gắn bó với nhau như là một chim á. Sao vậy? Tự nhiên cái thấy đội bạn có tiền cái tiếng anh xà của nó. Đâu có, anh không có quan trọng vấn đề tiền bạc đâu. Tự nhiên anh có cảm giác mình thân giống như từ cái thỏ nào rồi đó. Em giờ hiểu gì? Em đã hiểu vì sao mà khi một xóm có người trúng sổ số tự dưng họ hàng gần xa bà con khối phố đến là quen liền. Thấy chưa, không hiểu gia đình từ chối à. Dạ thưa quý vị, ngày hôm nay Hương Giang và Liên Ly rất là đáng yêu. Họ thật sự là những người trẻ, nhiệt huyết, tài năng. Họ có một cái sự nhạy cảm, tinh tế. Thôi à, mình đi về sớm em ơi. Không có cần chào. Phải đứng đó đi, anh làm gì vậy? Kỳ quá. Ta thắng là có tiền, cái nói mấy quá người mà không có điểm, không có tiền, không được quyền lên tiếng nha. Cho nên là anh rất là yêu thích Hương Giang bởi vì cái sự thông minh duyên dáng của em. Còn Liên Ly thì các bạn cũng đã biết rồi đó. Bạn ấy có những cái bài hát, những cái ca khúc mà đã đi vào lòng của biết bao nhiêu thế hệ khán giả từ đó đến bây giờ, đặc biệt là các bạn biết trẻ. Không, bài gì? Bài gì Liên Ly quên rồi. Cháu đi vào lòng anh mà kỳ vậy. Thực ra là dành cho bài hát của em là dành cho các bạn trẻ. Đúng rồi. Cho nên là nhiều khi là anh vẫn chưa có nhiều thời gian để nghe và vẫn không chưa thể nhớ trẻ được. Vẫn chưa trẻ. Mấy cái người mà người ta có tiền cao đó, người ta nói chuyện nghe dễ thương, đáng yêu vô cùng. Anh hứa rằng sau chương trình hôm nay anh về sẽ cập nhật nghe nhạc của em nhiều hơn. Dạ thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình đoán tuổi như ý xin được phép kết thúc tại đây với phần thắng thuộc về đội Hương Giang và Linh Ly. Cảm ơn Huỳnh Lập và Huỳnh Quý nha. Ủa? Cảm ơn hai đứa. Chơi chung chương trình này mình phải đoàn kết với nhau. Thì đứng đây đoàn kết được rồi. Anh cảm ơn hai đứa đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp quý vị khán giả vào tuần sau. Giờ phát sóng không thay đổi, 11 giờ thứ bảy trên kênh truyền hình VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Nào Hương Giang và Liên Ly, chúng ta cùng chào khán giả nhé. Ủa, xin chào. Mọi người bắt vô cái lỗ mụn em cũng được đó mọi người ơi. Đây em vẫn còn đây. Và em vẫn còn chơi nha mọi người nha. Báo thù nha mọi người nha.